Cách đây 11 năm, 4 tài năng trẻ của Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội đặc biệt khi được mời sang Arsenal để tập luyện và thi đấu cọ sát cùng các tuyển thủ U18 xuất sắc nhất của Arsenal dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Wenger. Các cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đã từng được xem xét và thậm chí đã trở thành trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia. Nhưng có một người đã trượt dốc trong sự nghiệp sau cơ hội ấy, và đó chính là Đông Triều. Đội tuyển Hoàng Anh Gia Lai JMG gửi 4 tài năng trẻ đến Arsenal năm 2012, và Đông Triều là một trong số họ. Tuy nhiên, về sau, Đông Triều đã gặp khó khăn khi phải thi đấu tại vị trí trung vệ với chiều cao khiêm tốn của mình, 1m70. Anh đã chuyển sang vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng với sự cạnh tranh từ các cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương và nhiều tài năng khác, Đông Triều đã dần mất đi cơ hội. Mùa giải 2019, Đông Triều chuyển đến câu lạc bộ Bình Dương với một hợp đồng cho mượn kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, thành tích của anh tại đây cũng không ấn tượng. Anh ra sân 10 lần trong mùa giải V-League 2019, giành cúp quốc gia nhưng không đóng góp nhiều cho đội Bình Dương. Sau khi huấn luyện viên Trần Minh Chiến từ chức, Đông Triều thậm chí còn ít được sử dụng hơn. Mùa giải 2020, anh chỉ được sử dụng một lần. Điều này làm cho Đông Triều trở thành một cái tên mất dần trong bóng đá Việt Nam, trong khi những cơ hội và tiềm năng đã từng nở rộ.